Người cá hay nhân ngư là những sinh vật nửa người nửa cá. Họ đã từng là nỗi khiếp sợ đối với con người. Những người dân biển chuyển miệng nhắc nhở nhau đừng nghe theo lời mời gọi của nhân ngư mỗi khi ra biển. Thế nhưng, theo thời gian, nỗi sợ này đã dần chuyển thành sự tò mò, nghi ngờ về giống loài đặc biệt này. Cũng từ đấy, sinh vật bí ẩn trên dần được xuất hiện nhiều trong các câu chuyện cổ tích, văn hóa dân gian với hình tượng thường được thấy nhất là nửa thân trên là người, còn nửa dưới là đuôi cá. Dù hiện nay vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào chứng minh được sự tồn tại của giống loài này, thế nhưng rất nhiều người vẫn tin vào sự tồn tại của nhân ngư không chỉ là truyền thuyết mà là sự thật. Nhân ngư cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm điện ảnh, truyện tranh như loạt phim cướp biển vùng Caribe hay trong bộ manga đỉnh đám One Piece. Nhân ngư hay người cá trong thế giới One Piece không phải là một chủng tộc kỳ bí như thế giới chúng ta. Họ có độ phủ sóng khá rộng và đặc biệt đảo người cá là một hòn đảo dành riêng cho chủng tộc này mà tất cả các hải tặc muốn đến tân thế giới phải đi qua. Jinbe, thành viên chính thức thứ 10 của băng mũ rơm, cũng là một người cá xuất thân từ hòn đảo này. Thế nhưng, các bạn có biết nhân ngư với người cá trong One Piece lại là hai chủng tộc hoàn toàn khác nhau không? Ngày hôm nay, hãy cùng Anime Rewind tìm hiểu tổng quát về Fishman và Merfolk, hai chủng tộc nửa người nửa cá trong One Piece nhé. Đầu tiên, chúng ta cần làm rõ một vấn đề, đó là người cá Fishman và nhân ngư Merfolk là hai chủng tộc hoàn toàn khác nhau, dù tên gọi tiếng Việt của họ có nghĩa không khác nhau lắm. Vì vậy, để tránh gây lú cho anh em, hãy để ý tên gọi này nhé. Người cá và nhân ngư là hai chủng tộc sinh sống ở dưới biển, và đảo người cá là nơi sinh sống của hai chủng tộc này. Đồng thời, nó cũng chính là cánh cửa duy nhất của hải tặc để đến với nửa sau của đại hải trình, chặng đường cuối cùng trên con đường tìm kiếm One Piece. Trong đó, người cá được Oda phát triển từ khái niệm về nàng tiên cá, trong khi đó Merfolk lại gần như được lấy nguyên gốc từ khái niệm này. Xét về vẻ bề ngoài, người cá có phần giống với các sinh vật biển hơn Merfolk. Họ là sự kết hợp giữa người và cá hay các sinh vật thủy sinh khác như bạch tuộc. Đồng thời, cấu trúc cơ thể của họ mang đặc điểm của các sinh vật dưới nước như mang, thường xuất hiện ở giữa vai và cổ tay hay bàn tay, hay các đặc điểm đặc thù của loài như xúc tu của bạch tuộc hay hàm răng sắc nhọn của các loài cá ăn thịt. Tuy nhiên, phần lớn người cá đều có hai tay, hai chân và phổi, những đặc điểm khiến họ nhìn giống như những con người bình thường nhất và cũng tạo điều kiện tốt nhất để họ sinh sống thuận lợi trên bờ. Kích thước của người cá cũng rất khác nhau giữa các cá thể. Ví dụ như A Long cao hơn bất kỳ thành viên nào trong băng của mình, nhưng lại nhỏ hơn Fisher Tiger, trong khi Wadatsumi lại rất lớn, thậm chí có thể sánh ngang với một người khổng lồ cổ đại như Oas. Phần lớn các người cá được biết đến nay đều trở thành các hải tặc và chủ yếu đã từng ở trong băng hải tặc mặt trời của Fisher Tiger. Số còn lại là các dân thường sinh sống ở đảo người cá. Khác với người cá, các nhân ngư Merfolk lại giống với con người nhiều hơn. Hình tượng của các Merfolk giống với các nàng tiên cá trong các câu chuyện cổ tích, văn học dân gian mà chúng ta thường nghe, với nửa trên của họ là người trong khi nửa dưới là đuôi cá. Thế nhưng, có một vài trường hợp đặc biệt phần dưới của các Merfolk không phải đuôi cá mà là các đặc điểm của sinh vật thủy sinh khác như Hyozo với phần thân dưới là các xúc tu của bạch tuộc hay Minister of the Right với phần đuôi của loài cá ngựa. Nếu như Fishman không có quá nhiều sự khác biệt giữa hai giống thì ở Merfolk họ lại có một đặc điểm đặc biệt giữa hai giống đực và cái. Những nhân ngư mang giống đực được gọi là Merman, họ sẽ được giữ nguyên chiếc đuôi của mình cả đời. Trong khi đó, những Merfolk giống cái được gọi là Mermaid, đuôi của họ sẽ tách ra khi họ bước sang tuổi 30, cho phép họ đi lại dễ dàng hơn ở trên đất liền. Kokoro chính là ví dụ điển hình nhất cho trường hợp này, vì bà ấy thực sự là một Mermaid nhưng lại có đôi chân. Điều đó nghĩa là chiếc đuôi của bà đã bị tách làm đôi và trở thành chân như bây giờ. Phần lớn các Merman giữ lại nhiều đặc điểm của cá ở phần thân trên hơn là các Mermaid. Ví dụ như các hoàng tử của cung điện Ryugu và Hyozo của băng người cá mới. Về mặt sinh học, để đảm bảo cho việc sinh sống thuận lợi trên cạn lẫn dưới biển, người cá có mang ở gần cổ và chỉ hoạt động ở dưới nước. Còn khi lên trên cạn, họ có thể hô hấp bằng phổi của mình giống với người bình thường. Tuy nhiên, giống với loài cá ngoài tự nhiên, người cá không thể hít thở ở trên cạn thông qua mang được. Mặc dù các Fishman có các bộ phận của cá, hay chí ít là họ giống với cá nhiều hơn so với con người về mặt sinh học, họ vẫn là những động vật có vú và có khả năng sinh sản giống các loài động vật có vú khác. Khả năng giao tiếp của người cá cũng rất đa dạng, khi những Fishman có thể điều chỉnh âm thanh họ tạo ra và cho phép họ nói cùng ngôn ngữ với con người. Một số ít người cá cũng có thể giao tiếp được với các sinh vật biển khác, khả năng thường chỉ có ở các Merfolk. Ví dụ như Jinbe có khả năng nói chuyện với cá voi. Ông đã triệu tập một đàn cá voi lớn đến vành đai tĩnh lặng để hỗ trợ cho việc chạy trốn. Điều này cho thấy thanh quản của người cá có thể thích nghi và hữu dụng hơn con người rất nhiều. Ngay cả đối với các Merfolk và Fishman trong cùng một họ, hình dáng bên ngoài cũng có sự khác biệt rõ rệt. Đó là kết quả của việc họ vẫn còn mang gen của tổ tiên. Vì vậy, ngoại hình không chỉ do cha mẹ quyết định, mà chúng có thể đến từ bất kỳ ai trong gia phả của họ.
Một điểm nữa là máu của người cá cũng có sự tương đồng nhất định với máu của con người, vì vậy họ có thể hiến máu cho con người được. Không giống như merfolk, người cá có ăn thịt và trong đó bao gồm cả cá. Nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa được biết thêm rõ về điều này. Với merfolk, họ có khả năng sinh sản được với con người, vì Kokoro được biết là đã từng có một người chồng là loài người và có con với anh ta. Thế nhưng có vẻ việc sinh sản với con người phải đánh đổi bằng việc thế hệ tương lai sẽ mất đi hầu hết các đặc điểm của một merfolk, vì Chimney là cháu gái của bà. Chỉ sau một thế hệ, cô bé đã mất đi hầu hết các đặc điểm của một nhân ngư và chỉ giữ lại được khả năng bơi lội tốt. Nhưng Charlotte Praline, con gái của Big Mom với một merman, lại có thể duy trì được các đặc điểm của một nhân ngư giống cha mình. Theo khái niệm trong sinh học, thì loài hay giống loài là một nhóm cá thể sinh vật có những đặc điểm sinh học tương đối giống nhau và có khả năng giao phối để sinh ra thế hệ tương lai. Con người, người cá và nhân ngư thực chất trên lý thuyết có thể giao phối với nhau vì cũng là động vật có vú. Thậm chí cả tộc Minh cũng có thể vì họ cũng thuộc giống loài có vú. Papak cũng đã từng giải thích rằng một merfolk có thể có con với một fishman. Tuy nhiên đứa trẻ sẽ có thể trở thành một merfolk hay một fishman tùy vào yếu tố di truyền mà nó nhận được. Trái với các fishman thì merfolk sẽ không ăn thịt, ngoại trừ động vật có vỏ, nên chủ yếu có thể nói là họ ăn chay. Tuy nhiên vấn đề này cũng chưa được đề cập rõ ràng. Về yếu tố di truyền, họ cũng giống với người cá đã được nêu ở trên. Sự khác nhau về ngoại hình và đặc điểm sinh học không chỉ quyết định bởi bố mẹ, mà còn bởi tổ tiên trong gia phả của họ. Điểm đáng chú ý nhất là một mermaid, bước sang tuổi 30 thì đuôi của họ sẽ được tách ra làm đôi và di chuyển như có chân, khiến việc đi lại dễ dàng hơn trên cạn. Kokoro, Otohime là những tên cá được thấy đã có sự phân tách này. Tuy nhiên, nó không phải là vĩnh viễn. Dường như họ có thể điều chỉnh nó theo ý muốn, vì khi bơi dưới nước để cứu Luffy, bà Kokoro cũng đã khiến chiếc đuôi bị tách ra, hợp lại thành đuôi cá như trước. Ngay từ khi sinh ra, người cá đã có thể chất mạnh gấp 10 lần so với một người bình thường. Đặc biệt là khi ở dưới nước, con người sẽ mất đi một nửa sức mạnh. Và khi này, người cá sẽ phát huy được toàn bộ sức mạnh vốn có, vượt trội hơn so với khi ở trên cạn nhiều lần. Nhìn chung thì gần như không một sinh vật nào có thể chiến thắng người cá trong khi chiến đấu ở môi trường tự nhiên của họ. Một điều thú vị là nếu người cá ăn trái ác quỷ, họ cũng sẽ giống với những người ăn trái ác quỷ khác, sẽ mất đi khả năng của mình khi tiếp xúc với nước biển. Nhưng họ vẫn có thể thở được ở dưới nước, mặc dù họ chẳng thể di chuyển được. Jack của băng hải tặc Bách Thú chính là ví dụ điển hình cho trường hợp này. Kỹ năng chiến đấu làm nên thương hiệu của các Fishmen chính là Karate người cá. Đây là môn võ chiến đấu đặc biệt có thể áp dụng cả trên cạn lẫn dưới biển. Một phong cách chiến đấu phù hợp với người cá khi lấy lợi thế là nước để làm vũ khí chiến đấu. Nó cho phép người dùng khả năng làm chủ nước thông qua độ ẩm trong không khí và nước bên trong cơ thể, hay lượng nước tự nhiên từ các vùng biển, biến chúng thành những vũ khí mạnh mẽ nhất. Nó uy lực đến mức nếu trong tay một Fishman sử dụng thuần thục Karate người cá, ngay cả một tí nước nhỏ cũng sẽ trở thành món vũ khí nguy hiểm có thể gây chết người. Người cá thường có những khả năng độc đáo, phù hợp với giống loài tự nhiên của họ, khiến họ vượt trội hơn người bình thường với sự khác biệt về sức mạnh thể chất. Ví dụ Hachan là một người cá bạch tuộc, có 6 cánh tay giúp anh ta có lợi thế hơn rất nhiều so với hầu hết các chiến binh chỉ có 2 tay và anh ta có thể phun mực. Sức mạnh của Merfolk không được đề cập quá nhiều, thế nhưng ta có thể phần nào đoán được sức mạnh của họ vượt trội hơn so với Fishman vì quyền lực và lực lượng quân sự của đảo người cá được nắm giữ chủ yếu bởi các Merfolk. Hơn nữa, để băng hải tặc người cá mới có thể lật đổ hoàng gia, phải tập hợp đến 100.000 thành viên mới đạt được mục đích của mình. Các Merman cũng phát triển một phong cách chiến đấu riêng cho tộc của mình, được gọi là Merman Combat, và khả năng sử dụng Haki giống với con người, ví dụ như Hoàng hậu Otohime sử dụng Haki quan sát để né đạn từ một tên người cá. Các Merfolk cũng được biết đến là sinh vật bơi nhanh nhất thế giới. Kamei đã từng chứng minh điều đó khi cô có thể bơi vượt qua cả cá bay và người cá. Các Merfolk cũng có khả năng nói chuyện với các sinh vật biển và gọi chúng bằng sóng âm thanh mà chỉ chúng có thể nghe thấy được. Khả năng này còn có một phiên bản đặc biệt hơn khi cứ vài trăm năm một lần sẽ có một nhân ngư có thể kiểm soát được Sea King, và đấy chính là khả năng của vũ khí cổ đại Poseidon, một trong 3 vũ khí có sức mạnh hủy diệt thế giới. Hiện tại, năng lực này được sở hữu bởi công chúa người cá Shirahoshi. Mặc dù người cá và nhân ngư thường rất hòa thuận, thế nhưng họ lại có những quan điểm đối lập nhau hoàn toàn. Những người cá thường coi con người là một loài thấp kém, yếu ớt và cho rằng họ phải là loài thống trị các loài khác. Những người cá cũng căm thù con người vì những năm tháng bị áp bức trở thành nô lệ mà họ đã phải trải qua. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt không có cùng quan điểm này như Tom, quan tâm chăm sóc hai con người là Iceberg và Frankie, thậm chí hy sinh bảo vệ họ. Hay Jinbe coi trọng băng hải tặc dâu trắng vì họ đã bảo vệ đảo người cá và sau này gia nhập vào băng mũ rơm. Trái với điều đó, các Merfolk có quan điểm yêu thương hòa đồng với hầu hết mọi chủng tộc, bao gồm cả người cá. Mặc dù một số thường lợi dụng bản tính lương thiện này của họ, nhân ngư thường được đồn đại là sẽ hỗ trợ các thủy thủ chết đuối và đưa họ đến nơi an toàn. Chính vì sự lai tạp nửa người nửa cá dẫn đến việc Fishman và Merfolk
luôn phải gánh chịu sự phân biệt đối xử đến từ con người. Con người cho rằng người cá và nhân ngư là quái vật chứ không phải là một giống người. Điều này đã dẫn đến sự phân biệt đối xử trầm trọng và buộc người cá phải chiến đấu để chứng tỏ giá trị của họ với thế giới. Mặc dù việc này đã được chính phủ thế giới cố gắng hòa giải và giảm căng thẳng bằng việc liên minh với đảo người cá, hay đưa Jinbe vào vị trí Thất Vũ Hải để củng cố cho sự vững chắc của mối quan hệ này. Bất chấp những nỗ lực đó, mối quan hệ trên vẫn chưa bao giờ hết căng thẳng. Đa số con người vẫn coi người cá và nhân ngư là quái vật, hay thậm chí là nô lệ cho thú vui giải trí của quý tộc thế giới. Một mermaid bị bắt dưới 30 tuổi khi còn chiếc đuôi của họ chưa được tách ra, có thể bán với giá khởi điểm là 70 triệu Belly. Với các mermaid trên 30 tuổi thì con số này là 10 triệu và các merman là 1 triệu. Chính vì những ảnh hưởng xấu tới quan điểm của người cá, họ đã tìm ra mọi cách để đáp trả lại những gì mà loài của họ đã phải gánh chịu từ con người. Như Along Park là nơi mà Along bắt con người làm nô lệ, hay Hody Jones cùng băng hải tặc người cá mới bắt con người làm nô lệ và buộc họ phải chiến đấu với vai trò là những tấm khiên chống đạn. Ngay cả ở một đất nước biệt lập như Wano, người cá cũng phải đối mặt với sự phân biệt và nạn nhân của nó chính là Kawamatsu. Mẹ của Kawamatsu cũng đã phải đánh đổi chính mạng sống của mình để bảo vệ cậu khỏi sự phân biệt nặng nề. Có vẻ như vấn nạn phân biệt chủng tộc xảy ra ở khắp mọi nơi, ngay cả trong One Piece. Đây là một chi tiết khéo léo mà Oda gửi gắm vào trong bộ truyện của mình, như một lời nhắc nhở về tình trạng phân biệt chủng tộc thực tế hiện nay. Nhà văn Yuval Noah Harari đã từng viết: "Đi bộ dọc một con phố ở New York với nhiều sắc tố melanin nhiều hơn trong da, nghĩa là dù bạn đang đi đến đâu, cảnh sát có thể soi bạn kỹ hơn." Câu nói gián tiếp đề cập đến việc chỉ cần bạn là người da màu thì dù có làm bất cứ điều gì cũng sẽ bị kỳ thị soi mói, dù cho nó chẳng ảnh hưởng đến ai hay nó không hề sai. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là khái niệm tương đối hiện đại, nhưng bạn có biết rằng nó xuất phát từ châu Âu trong thời đại của chủ nghĩa đế quốc cho đến tận ngày nay không? Qua bao nhiêu thế kỷ, con người luôn cố gắng hướng tới thứ gọi là chân thiện mỹ, một cuộc sống tốt đẹp, bình đẳng giữa con người với con người. Nạn phân biệt chủng tộc không chỉ xảy ra với người da đen, mà đối với những người châu Á da vàng cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng chúng ta đều biết rằng không một ai được cho mình quyền thượng đẳng hơn ai, không một dân tộc nào có quyền được áp bức dân tộc khác, không ai có quyền tước đi quyền sống của một con người. Mỗi một con người đều có quyền được sống bình đẳng như nhau, đều có quyền được hưởng hạnh phúc, được đối xử bình đẳng. Da trắng cũng như da đen cũng như da vàng, làn da không phải là sự trừng phạt, nó là một món quà vô giá được ban tặng cho mỗi người. Chỉ có đào thải những suy nghĩ cực đoan sai lệch ra khỏi đầu, chúng ta mới có thể hướng đến được thứ gọi là chân thiện mỹ, thứ gọi là bình đẳng. Con người không xứng đáng nhận phải sự phân biệt đối xử như vậy. Trước những hành động đó, chúng ta phải bảo vệ họ. Đây là điều mà một cá nhân không thể làm được, cần phải có sự chung tay góp sức của cả một cộng đồng, cả thế giới. Harper Lee đã từng nói, có một thứ không bao giờ tuân theo nguyên tắc số đông, đó là lương tâm con người. Vì vậy, đừng vì số đông mà khiến quan điểm mình lệch lạc. Đừng lấy số đông để làm cái cớ chà đạp lên người khác. Hãy sống không hổ thẹn với chính bản thân mình. Hãy cùng chung tay đóng góp một phần nhỏ vào việc chống lại nạn phân biệt chủng tộc trên thế giới. Đừng để một ai phải chịu sự bất hạnh giống như những người cá và nhân ngư trong One Piece nhé. Trên đây là những thông tin tổng quát nhất về hai chủng tộc Fishman và Merfolk của One Piece. Trong video có thể có một vài sai sót, mong các bạn sẽ bỏ qua và góp ý cho chúng mình ở phần comment phía dưới. Nếu mà thích video của Anime Rewind, hãy để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Nhớ bấm nút subscribe và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!